Công việc của kế toán nói riêng hay bất cứ ngành nghề hoạt động kinh doanh nào cũng cần phải hiểu rõ được các suất thuế hiện hành. Và để vận hành được một doanh nghiệp ổn định, báo cáo quyết toán thuế thuận lợi, cần phải có một vị trí kế toán thuế, trình độ chuyên môn nhất định, giúp các đơn vị tiết kiệm được các chi phí như thuê dịch vụ ngoài, nhân sự tuân thủ tránh các chế tài xử phạt hành chính, tối ưu được số thuế phải nộp. Vậy phải làm sao để thành thạo được thuế trong thời gian ngắn nhất? Hãy tham gia tìm hiểu trải nghiệm khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu tại Trung tâm Kế toán Việt Hưng. Đến với khóa học này sẽ giúp các bạn đúc kết được những kinh nghiệm thanh kiểm tra và quyết toán với cơ quan thuế, học được các thủ thuật xử lý các rủi ro trong quá trình kê khai và báo cáo thuế. Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu các nội dung của khóa học này. Các nội dung chính trong khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu, các bạn sẽ được học về cách rà soát, kiểm tra và hướng dẫn điều chỉnh các loại thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Các nội dung liên quan đến thuế nhà thầu và các loại thuế khác, bao gồm thuế xuất nhập khẩu, thuế môn bài, thuế vãng lai, thuế tài nguyên, thuế môi trường, hướng dẫn và các phương pháp lập các tờ khai cho các loại thuế này. Các nội dung khác liên quan đến các khoản thuế, bao gồm luật thuế hiện hành, các vấn đề thay đổi về các luật thuế, hướng dẫn về các thông tư mới nhất liên quan đến các loại sắc thuế phải nộp trong doanh nghiệp. Đó là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học thực hành kế toán thuế chuyên sâu với đa dạng hình thức học, bao gồm khóa tự học, lớp tập trung, lớp online và một giáo viên kèm một học viên. Đặc biệt là tất cả các hóa đơn chứng từ, các bạn sẽ được học trên giáo trình online trang web ketoanviethung.com. Và các bạn sẽ tìm kiếm các nội dung và các khóa học trên trang web ketoanviethung.com. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ lúc này. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học kế toán thuế chuyên sâu bằng cách liên hệ đến số hotline 0988680223.